Rồi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Linh Xe Cúp. Giờ đây là cái thùng đồ nghề nhập tiền nhập dành cho anh em chơi xe cúp nha. Anh em có thể gắn xe cúp hoặc xe CD các loại. Cái thùng này thì cái chiều rộng của nó là 30, chiều dài 40, chiều cao 30. Cái thùng này nhập tiền nhập về anh em. Thùng này thì đặt mới nhập về chứ bên mình không có trữ sẵn nha. Ở đây có hai cái chìa khóa. Ở đây có mấy cái lỗ để chúng ta bắt xuống dưới cái ba ga các bạn. Đây, trong đây có mấy cái bộ khóa này để chúng ta bắt xuống cái ba ga nha. Nó có bát đầy đủ, có bát với ốc đầy đủ. Đây là hàng nhập từ nhập về nha các bạn. Thì cái này anh em phải đặt hàng khoảng từ 20 tới 25 ngày mới có nha. Cái này nó hàng đặc biệt, nó hơi mất tiền nên bên mình không có trữ các bạn. Đó, nhà chúng ta khóa này. Có chìa khóa chúng ta khóa lại nha. Đó. Anh em có nhu cầu anh em cứ gọi tiếp số điện thoại trên màn hình giúp mình nha các bạn.